Hello, xin chào các bạn. Bây giờ mình đang đóng thùng hai cây cẩm thạch này gửi cho khách. Hai cây cẩm thạch. Lá dưới tán cây ra rất là đều. Hai cây này thì tương đối là cứng cây và già lá lắm rồi và chuẩn bị ra hoa các bạn. Đó, lá non lên nè mấy bạn. Ở cái tược giữa này chuẩn bị ra hoa nè, tược giữa chuẩn bị ra hoa.